Xin chào các bạn, mình là Oanh đến từ vườn cây giống Hải Đăng. Rất vui được gặp các bạn ở video này. Và tiếp tục về chuyên đề giống cây ăn quả thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại cây giống mới. Đấy chính là cây roi, roi Thái đỏ. Thì ở miền Bắc bọn mình thì gọi là cây roi nhá, nhưng mà ở miền Nam thì họ có phải gọi là cây mận. Và đây là một giống roi đỏ mới được trồng thành công ở Việt Nam. Với hình dáng quả thì khá là đẹp mắt, bắt mắt này. Ăn thì rất là giòn, ngọt, đặc ruột. Và thế mạnh của loài roi, loài cây giống này thì được trồng theo phương pháp công nghệ cao, nên là đang phổ biến ở trong miền Nam và đang tiến dần ra miền Bắc. Thì đây chính là cây giống roi An Phước mà vườn ươm Hải Đăng bên mình cung cấp nhé. Cái cây giống này ấy, thì bên mình là hàng ghép cành, là hàng ghép cành này. Đây là hàng ghép cành bên mình nhá. Và chiều cao của cây thì tính cả bầu ấy thì nó vào khoảng là 60 cm. Thì cái cây roi này có nguồn gốc từ Thái Lan này. Ở trước đây thì Việt Nam bên mình không có loại roi đỏ này, nhưng mà vì muốn ăn nên đã phải nhập khẩu từ bên Thái Lan, và chi phí thì khá là đắt đỏ. Nên là với điều kiện hiện nay ấy, thì bên chúng ta đã có thể nhập mắt này, ghép và nhân giống thành công ở tỉnh An Phước, Đồng Nai rồi. Chính vì thế nó đã trở thành đặc sản của An Phước, nên có cái tên nữa là roi An Phước nhá. Thì nhiều bạn băn khoăn là cái hàng ghép cành này có tốt không, thì mình có thể đảm bảo với các bạn là cũng rất là tốt các bạn nhá. Vì với cái bộ rễ của gốc ghép ấy, bộ rễ của gốc ghép thì là nó sẽ là rễ cọc và sẽ đâm sâu xuống đất, và như thế thì nó sẽ hạn chế bị đổ này. Nếu mà có với điều kiện xấu thì cây sẽ không bị bật gốc hay là bị đổ này, và có thể đâm sâu xuống thì nó sẽ tìm được nguồn dinh dưỡng dồi dào. Còn đối với cái cành chiết ấy thì là hệ rễ chùm và nó sẽ không ăn sâu này, và sẽ bộ rễ thì sẽ khá là kém. Thì một số đặc điểm hình thái của về cái roi thì các bạn cũng biết rồi đúng không ạ, nên là mình sẽ không nói về điểm này nữa, nhưng mà mình sẽ nói về vấn đề cành ghép này. Thì là cành ghép này sẽ giữ được những đặc tính tốt của cây giống mẹ nhé, sẽ giữ được những đặc tính tốt của cây giống mẹ này. Ngoài ra để trồng trong gia đình ấy, thì nếu mà các bạn thích trồng roi để cho gia đình dùng, thì các bạn nếu mà có vườn ấy, thì các bạn có thể trồng vào một mé bên vườn. Thì nếu mà vườn nhỏ thì các bạn cũng chỉ cần trồng một cây thôi là gia đình của các bạn cũng đã ăn thoải mái rồi, không cần phải đi mua ngoài nữa. Còn nếu mà các bạn muốn trồng để kinh doanh ấy, thì các bạn có thể trồng với khoảng cách là cây cách cây là 4x4m. Và mật độ trồng cho một sào bắc bộ bên mình ấy, một sào bắc bộ của mình thì là khoảng 360m2 nhá. Còn ở Nam Bộ thì là 500m2, nhưng mà mình nói là mình sẽ tính theo mật độ của bên mình là một sào bắc bộ sẽ trồng được khoảng 20 cây roi An Phước này. Thì về cái đất trồng ấy, thì nếu mà đất tốt cao thì các bạn có thể đào hố có kích thước là cao 0,5m, đường kính hố cũng rộng 0,5m này. Còn nếu mà về đất xấu ấy, đất trũng thì các bạn cần phải đắp ụ lên nhá, hay là gọi là đắp gốc ấy, để cho cây có đất ăn và hấp thu được dinh dưỡng này. Thì các bạn cũng cần phải lưu ý bấm lót cho cây trước khi trồng nhá. Thì về phần phân bón lót ấy, thì các bạn có thể dùng phân lân, vôi bột và phân chuồng hoa mục trộn đều với nhau, sau đó là trộn vào đất này. Thì cái phân này các bạn phải để ở ngoài khoảng 20 đến 30 ngày nhé, để cho cái phân chuồng hoa mục ấy nó bay hơi và tránh làm trột rễ ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì về cái cây này ấy, hay là thắc mắc về muốn biết về tỷ lệ trộn phân bón lót ấy, thì các bạn cũng có thể liên hệ với mình, thì mình sẽ giải đáp kỹ hơn. Và mình có thể nói về gọi là ưu điểm của loại cây này ấy, thì đây là một loại cây ra hoa quanh năm này, đậu quả quanh năm, nên là các bạn sẽ được thu hoạch rất là lâu, và cây này thì cũng sẽ rất là sai trái, và gọi là đấy là ưu điểm so với tốt hơn so với các giống cũ đấy ạ. Trên đây thì là một số review của mình về cái cây này rồi, cây giống roi An Phước nhá. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì có thể liên hệ với mình qua số 0972 917 280 ạ. Hoặc nếu mà các bạn có thời gian thì các bạn có thể đến trực tiếp vườn của mình
Vườn của mình thì ở địa chỉ là ngách 68/45, ngõ số 8, đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn có thể like và share để mọi người cũng biết đến video của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào.